Tối ngày hôm qua, 18 tháng 3, sau gần một năm đóng cửa do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, không gian đi bộ khu vực Hồ hoàn kiếm và không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm yêu cầu các lực lượng kiểm soát chặt chẽ người tham gia và không gian đi bộ nhằm đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm dịch trên diện rộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh. Đối với người dân sinh sống trong không gian đi bộ, chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm biện pháp 5K, không ra khỏi nơi cư trú khi có các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly. Du khách không tham gia vào không gian đi bộ khi có những biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà.